rồi, chạy mất tiêu luôn. Con chuột to luôn à. Bữa nay anh em mình giải trí đến kinh Dũng miền Tây mình ha. Ở đây thì Kubota DC 93 3 cây. Chiếc này là chiếc thứ 3. Rồi, tài cho DC 93 trẻ chính giữa rồi. Ồ, máy này thì hàm 95. Phục nhanh ghê ha. Trẻ quá nhiều đường. Tốc độ luôn. Rồi cho vô dễ chính giữa luôn rồi. Coi chừng đã nghe. Ôi hai chiếc, wow. Tiếp theo thì DC 93 của sư phụ. DC 93 của sư phụ có phần vượt trội. Ba cây DC 93 này hiện tại cắt lúa nếp anh em ơi. Lúa nếp hiện tại 6.200 một ký. Hai chiếc đang đua kìa. Hai tài đang đi xuống. Ôi, nó qua mặt một chùm luôn. Trẻ nhiều đường quá, chạy không có tập trung. Vào cuộc luôn.
Đồng này thì hiện tại đồng này của Vĩnh Gia. Hai tài đang song đấu đi lên. Phụ bây giờ dẫn đầu hoài luôn ha. Tiếp theo thì DC 93 cũng đang đi lên luôn. Ba cây đều DC 93 hết, hàm bằng cỡ, hàm 950 à. Máy nào cũng vượt tốc độ hết. Ây chà, máy này đang đi xuống luôn. Lúa trắng vàng nằm dưới hộp dịch. Hai chiếc đèn so tài. Còn cũng một hai vòng nữa rồi anh em ơi. Còn Lam đi lên nữa, máy này đi lên nữa là hết luôn. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.